cho con xin được phép thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình tại câu lạc bộ quán cà phê Giả Khúc xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị đã có mặt trong buổi tối trên ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe chân thành, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Tiếng trống Mê Linh xin mời tất cả vì cũng thích. Yeah, like that.